Mình từ cái tuổi của con gái thì cha mẹ đâu quan tâm đâu, mà sao bây giờ tự nhiên chồng lại quan tâm mình, nghĩ là mà có giống như là mình gọi là thương thôi chứ chưa yêu. Tại vì cô chú không có cái gì lãng mạn hết á, chú rất là hiền, tất cả cái gì mà cô thích là chú chiều hết á. Lúc đó chú có cảm nhận cái gì từ cô? Nói chung là cảm tính cũng có, nhưng ví dụ lời ăn tiếng nói nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm thấm. À, một người đàn bà như vậy là chú thấy là được rồi. Thứ hai nữa là mến cái giọng hát của cô. Nhưng mà chú không có một cái gọi là ủa sao cưới nhau về đêm tân hôn rồi cũng xa lạ, đêm thứ hai cũng xa lạ. Chú chiều quá, chú chiều đừng á con. Ủa lúc đó thì hai người nằm quay mặt qua hai bên hả? Quay mặt hai bên là chuyện bình thường thôi chứ không phải chuyện bình thường. Nói chung là không làm thế nhưng nói chuyện bình thường đó. Chú có đề nghị cô khi có chứ, khi đó thì không được nữa đâu, tại vì là cô từ chối. À, không phải cô từ chối mà vì trục trặc kỹ thuật đó. À, khoảng bao lâu thì mình mới có tình yêu thật sự? Thời gian ngắn thôi, cô có bầu. Thì lúc đó là cảm nhận là tình thương nhiều hơn là tình yêu. Cô vì chú chăm sóc cô chú đạo á. Dạ. Thành cô thương mà cô cứ suy nghĩ cô nói mình có yêu được không. Thực mà nói là cô không giống như không có tình yêu đâu. Mà chú thì chờ đợi tình yêu đến sau hôn nhân. Thì những cái cử chỉ hay là những cái công việc của cô thường ngày chăm sóc chú thì chú cảm nhận được rồi. Dạ. Tức là khoảng bao lâu thì cô mới có tình yêu thật sự? Thì cô đã nói bây giờ đến khi nó già rồi thì hỏi con xin một hai đứa con này, giờ con tình yêu không? Bây giờ con về già thảo con tình yêu không? Hay là tình phu thê thôi? Nghĩa là không có tình yêu luôn? Không có tình yêu, tình nghĩa phu thê thôi. Có cảm nhận tình yêu nó khác và là tình thương. Dạ đúng rồi, tình yêu giữa đôi trai gái nó nồng nhiệt, nó mãnh liệt lắm. Nhưng mà cô về một thời gian sau với sự chăm sóc của chú đó thì cô mới xuất phát tình thương thôi. Đó đó, đúng. Thì chú đi xa cô cũng phải văng vẳng nhớ nhớ. Hồi hồi rồi xin được con đâu xong chú mới về. Con biết ngày xưa khác bây giờ, bây giờ tuổi trẻ mà xa nhau tháng chịu không nổi cho cô, 5-3 tháng là chuyện bình thường đi. Mà phải tin tưởng nhau đó. Dạ. Xin mời ông bà giới thiệu về mình ạ. Xin chào quý khán giả. Tôi tên là Mai Hòa, cùng công với anh nhà nữ đã về hưu, năm nay là 70 tuổi. Còn bà thì sao ạ? Bà cô tên là Trương Thu Hà. Dạ. Năm nay 68 tuổi, bây giờ là nội trợ. Bây giờ thì mình có thể chia sẻ một chút xíu gì đó về những cái ngày đầu tiên mình gặp nhau được không? Được. Dạ. Nói chung là trong địa phương với nhau, trong lúc đó thì mới giải phóng, cô chủ ở gần nhà thì đi sinh hoạt ở trong địa phương nên gặp là hàng xóm với nhau, hàng xóm với nhau đó. Cách xa nhà không ạ? Cùng gần chứ không xa mấy. Trong một thời gian quen biết nhau thì mình xem giống như mà anh em trong nhà vậy. Thì một thời gian sau chủ đi làm xa thì ở nhà hai bên là kết hợp với nhau, cháu cô chủ là thành vợ thành chồng. Ủa năm đó thì cô chú bao nhiêu tuổi? Năm nay chú 30 tuổi, cô 27 tuổi rồi. So với ngày xưa cũng lớn rồi đó. Trước khi mà hai người đến với hôn nhân với nhau á, ai có tình cảm với ai trước nè? Nói chung cái tình cảm á, ai cũng có hết. Nhưng đi trước cái sau thì nói chung chưa được, không nhớ, không biết yeah. được. Nhưng lúc đó chủ cũng để ý cô. Trong thời gian để ý thì cô cũng nói chung cũng có người, người đã để ý rồi. Tại vì là thời gian chủ đi làm xá thì ở nhà là coi như là bàn bạc như vậy để đồng ý cô chủ. Sao bàn bạc được cô? Tức là lúc cô có bạn trai chưa? Cô, chuyện của cô thì cũng hơi lâm ly vi đạt á. Tại vì cô về chủ là anh em trong xóm thôi. Cô cũng có người yêu rồi, mà chủ cũng có rồi. Nhưng mà chủ mới quen cô dạy trong trường thôi. Bữa đã đi họp thì thiếu thì văn nghệ thì cái cô mà hát hay là tự nhiên cô nghĩ thì chủ mình nói thôi em lên đi, cái cô lên hát thì cũng được dễ nhất. Xong bắt đầu chủ để ý cô, nhưng mà chủ cũng nhầm nói vì là cô có bạn trai rồi. Thì sau một thời gian cô bạn trai cô đi công tác xa là mất liên lạc. Ở trong nhà cô ba mẹ cứ nghĩ là cô bị lừa đó, nhất định là không được phải lấy chồng. Ông bà nội hỏi ý kiến anh thì anh đồng ý. Đám họ cô chủ đâu có nhà đâu, cô khóc quá trời luôn. Cô đâu có đồng ý đâu, tại vì coi như là anh em. Cô nghĩ tự nhiên anh em nó có chuyện yêu đương sao nói được. Đâu có yêu nhau đâu mà đâu nói được. Đâu có yêu nhau đâu mà nói. Mà chủ thì có cầm tin cô chứ cũng là yêu thì chưa, vì chủ cũng có bồ. Chủ có bồ luôn. Cô về cô khóc kể trong nhà đám họ, mà gia đình cô thì cũng hơi cổ hủ tí xíu. Ông bà cả nói bây giờ mười mấy anh chị em mà một mình con là sao cùng, mẹ con không đồng ý mà bất hiểu thì
còn mà đồ mâm cơm. Chú có bồ của chú thì sao? Chú cùng mời quen thôi chú. Nói chú cùng mời quen á. Cô kia có nói gì không? Thì sao chứ nghe tin thì cô cũng buồn. Ngày xưa là giống như cha mẹ áp đặt mình đó. Nhưng mà cái lý do gì để mà gia đình của chú lại chọn cô làm con dâu? Gần nhà nhau cũng có hiểu một phần đâu đó rồi. À, một xóm á. Phương một xóm với nhau. Có biết sao không, ngày xưa vậy nè, ba mẹ mà muốn gà con đi là phải tìm hiểu cái gia đình đó. Mà cái anh bạn trai cô là mồ côi, ba mẹ từ đâu đang đồng ý mà sao mẹ anh chị thuyết phục nó thôi, nếu mà nó thương nhau thì cứ để cho nó sướng khổ nó tự chịu. Thì cô cũng đồng ý, thì anh nó cũng rất là tốt, anh cũng dễ thương lắm, nhưng mà anh đi anh mặc cái sự cổ gia đình không về được. Thì 6 tháng luôn, ba cô ông sợ cô bị lừa. Ông nói hay là bị lừa rồi có gì chứ, thế nó không có gì cả. Nhưng mà cuối cùng rồi thì là nhận lời bên này. Bên này thì 3 tháng sau đám cưới. Cô kể cô nghe này, đi đám cưới đi thuê đồ cưới nha. Chú thuê, cô thuê hai bên hồi xưa đồ cưới mà đồ trang phục lễ phục á. Thì cô cho thuê cô hỏi, chứng minh thư của chồng đâu? Mà chú đứng bên đó cô làm thính, cô nói vậy cô đi về chị cô. Cô mới nói thôi chị lẻ một mình em cũng được. Bên kia thì cái ba kia hỏi là chứng minh thư của vợ em đâu, hai đứa làm thính đúng nói gì hết á. Tại vì cô đâu có chứng minh thư, cô nghĩ là từ chỗ anh em bạn bè mà nghĩ là vợ chồng cô này thiệt một bước ngọt quá sức là gái gắt, mà cô suy nghĩ không ra. Tự nhiên mình làm vợ tức cười đó, cứ cô suy nghĩ nhiều, cô nói bây giờ không nghe lời ba mẹ cũng được, mà anh kia lại không về. Thì bữa là tình cờ cô đứng trên lầu, cô phải đồ cô nhìn xuống, cô thấy chủ giống như là người ta bị tẻ là chủ ra đợi vậy. Tự nhiên cô cảm thấy hơi ấm lòng một tí, cha chở mình được, cô nghĩ rồi đó. Thành cô hơi ấm lòng cho cô chưa yêu, mà thật con là không yêu. Thì chủ lúc đó chắc cũng hơi cảm tin cô thôi, vì là cô cũng hạt hai đôi này nào đó. Ngay làm đồng cưới thì anh bạn của anh về. Cô lạnh lùng, cô không biết nói sao hết á. Cô có việc cái thư là bạn cô nói anh không đọc, anh sẽ bỏ hết á. Sau đồng cưới thì cô về nhà chồng. Về nhà chồng thì một tuần sau là chủ đi dạy xa đó. Anh vô anh thăm cô người thì cô rất là sợ. Cô sợ cha mẹ chồng. Nhưng mà ba chồng cô rất là tốt, ông dễ thương, hỏi ai đó con này và bạn của con mà đồng cưới về không được, bây giờ tới thăm. Anh cũng lịch sự, anh tới thăm, anh chào hỏi ông bà xong anh nói là thôi giờ chúng mình có duyên mà không có phần này nọ thì thôi anh chúc em thân năm hạnh phúc. Cô khóc không dầm khóc vì khóc thể sợ ông bà nội. Dạ. Cô vô trong phòng cô khóc quả chừng nữa. Nhưng mà thiệt lúc đó đó, cô còn thương cái người bạn con, trai đúng không? Cô thương mới khóc đó chú. Trời bi đát quá nhờ. Rồi cái cảm giác mà mình lấy thương một người mà lấy một người là tội lắm đó em. Thoại của con trong cái tuồng nửa đời ngơ ngác đó. Mình thấy cái cảm giác nó rất là cũng dạ. Khó lắm á. Cô nói cô kể mà cảm giác cô vẫn còn một chút gì đó gợi lại đó. Sau đó thì thôi coi như là đường anh để đi thôi. Anh cũng về anh là vợ. Thực lòng mà nói là chủ rất là tốt. Tại vì chủ biết là cô không yêu, nhưng mà chủ vẫn đợi chờ tình yêu đến sau hôn nhân. Chủ ga lăng rồi chủ tình cảm lắm. Nói thật về con tân hôn muộn á. Tại vì cô đâu có đồng ý đâu. Ba mẹ cô cũng tấm lệ là thôi cho tiền tụi nó đi hưởng lương trăng mà. Cái ngày đám cưới đó cô khóc nhiều không cô? Cô khóc rớt luôn nghe. Không rớt luôn nhiều. Rớt luôn nhiều luôn. Khóc không phải vì hạnh phúc mà khóc vì... Vì buồn. Vì buồn, vì ức nữa đúng không cô? Vì ức nữa. Dạ. Lúc đó chú có đoán được điều gì không chú? Từ đâu đến núi không biết cái gì về chuyện đó. Thủ tục đám cưới của người miền Trung nó có khác so với lại người Sài Gòn lúc bấy giờ không? Khác cô? Nhiều lắm con ạ. À. Hồi xưa thì cô không biết, nhưng mà bây giờ là phải đi coi như là đủ lễ dù lòng rồi mặc cái lễ phục cưới á, rồi bãi lại cha mẹ rồi đăng hoàng về rồi giờ dắt động phòng đủ thứ hết á. Gia đình ba mẹ cô cũng cổ điện mà ông bà nội cũng xưa rồi. Xem đám cưới xong rồi xem giờ động phòng nữa. Giờ nào đi vô được phòng. Nhưng mà trong đêm đó là cô với chú đã chưa động phòng. Chưa. Tức là tới cái lúc động phòng thì lại không đúng giờ. Để cô kỳ nghe đúng rồi đó. Bà chị cô mà nói là bây giờ nó cởi gà nó ra nó treo là em treo gà em trông lên để sau này em ăn hiệp nó. Bà chị cô hiểu. Tục ngày xưa. Tục ngày xưa. Không, không tục ngày xưa. Rồi thì con khi nào cô bội rồi cô treo đâu treo, cô chẳng quan tâm nữa đâu. Thì vô trong phòng cô sợ rúng luôn á. Chủ thì khả nhận này, đời chơi tình yêu của cô sáu hôn nhân. Hạnh phúc của cô mà tồn tại nó cũng nhờ ông bà nội. Ông bà nội rất là thương cô, có cô như là con gái. Yeah. Hai đứa cãi nhau là cứ bính cô này đó. Cô con nhớ là cái thủ tục mà đám cưới á, là trong cái đêm tân hôn là mình phải trải cái vải trắng rồi. Cái đó là để làm gì vậy cô? Coi như kiểm tra thì con dâu còn tin tiếc không. À. Ủa nhưng mà đêm hôm đó là cô với chú cô đã động có. Phòng đâu? Không, chưa có. Cả tuần sau luôn. Vậy rồi mình phải báo cáo cái chuyện đó với lại ba mẹ chồng như thế nào? Ba mẹ chồng không nói chứ gì thôi. Ý là cùng biệt mình phải tệ nhì chứ con. Nhưng mà đều thường thường là vậy đó. Bao nhiêu lâu thì cô mới
cho chú một cái nắm tay đầu tiên, một cái nụ hôn đầu tiên? Chắc cũng là một tuần sau anh ha. Tại vì là cô đi về Huế, giống như ba mẹ cho đi hưởng tuần trăng mật đó. Thì cô về đó thì trong cô sự cổ của phụ nữ mà, thì cô tắm cô để trong phòng á. Tự nhiên chú với chú nói thôi em ngủ đen đi mua đồ ăn. Thì về chú lặt sạch hết. Cô cảm động cái nơi cô khóc á. Cô nghĩ đó là thực sự trong mình á. Nghĩ là cô khóc quá trời. Khi mà mình tới cái tuổi của con gái thì cha mẹ đâu quan tâm đâu. Mà sao bây giờ tự nhiên chồng là quan tâm mình, nghĩ là mà cô giống như là mình gọi là thương thôi chứ chưa yêu. Tại vì cô không có cái gì lãng mạn hết á. Chú rất là hiền. Tất cả cái gì mà cô thích là chú chiều hết á. Lúc đó chú có cảm nhận cái gì từ cô? Nói chung là cảm tính cũng có. Nhưng ví dụ lời ăn tiếng nói nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm thấm. À, một người đàn bà như vậy là chú thấy là được rồi. Thứ hai nữa là mến cái giọng hát của cô. Nhưng mà chú không có một cái gọi là ủa sao cưới nhau về đêm tân hôn rồi cũng xa lạ, đêm thứ hai cũng xa lạ. Chú chiều á, chú chiều đừng á con. Ủa lúc đó thì hai người nằm quay mặt qua hai bên hả? Quay mặt hai bên là chuyện bình thường thôi chứ không có làm chuyện gì. Bình thường. Nói chung là không làm thế nhưng nói chuyện bình thường đó. Chú có đề nghị cô? Khi có chứ, khi đó thì không được nữa đâu. Tại vì là cô từ chối. À, không phải cô từ chối mà vì trục trặc kỹ thuật đó. À, khoảng bao lâu thì mình mới có tình yêu thật sự? Thời gian ngắn thôi, cô có bầu. Thì lúc đó là cảm nhận là tình thương nhiều hơn là tình yêu. Cô vì chú chăm sóc cô chú đạo á. Dạ. Thành cô thương mà cô cứ suy nghĩ cô nói mình có yêu được không. Thực mà nói là cô không, giống như không có tình yêu đâu. Mà chú thì chờ đợi tình yêu đến sau hôn nhân. Thì những cái cử chỉ hay là những cái công việc của cô thường ngày chăm sóc chú thì chú cảm nhận được rồi. Dạ. Tức là khoảng bao lâu thì cô mới có tình yêu thật sự? Thì cô đều nói bây giờ đến khi nó già rồi thì hỏi con xin một hai đứa con này, giờ con tình yêu không? Bây giờ con về già thảo con tình yêu không? Hay là tình phu thê thôi? Nghĩa là không có tình yêu luôn? Không có tình yêu, tình nghĩa phu thê thôi. Có cảm nhận cái tình yêu nó khác vậy là tình thương. Dạ đúng rồi, tình yêu giữa đôi trai gái nó nồng nhiệt, nó mãnh liệt lắm. Nhưng mà cô về một thời gian sau với sự chăm sóc của chú đó thì cô mới xuất phát tình thương thôi. Đó đó, đúng. Thì chú đi xa cô cũng phải văng vẳng nhớ nhớ. Hồi rồi xin được con đâu xong chú mới về. Có biết ngày xưa khác bây giờ. Bây giờ tuổi trẻ mà xa nhau một tháng chịu không nổi cho cô. Năm ba tháng là chuyện bình thường đi. Mà phải tin tưởng nhau đó. Dạ. Chú còn nhớ cái cảm giác của chú khi mà lần đầu tiên chú được đặt một cái nụ hôn lên cái người con gái mà chú yêu không? Thì chú có một cảm động, ngỡ cứ như khác lạ trong con người của chú. Không, vì chú có cảm tình với cô rồi. Nói với cô chú đây á, cái tình yêu sau cuộc hôn nhân á, tuy thì nói vậy nhưng cô chú về rất là hạnh phúc. Là vì sao? Biết yêu thương nhau, biết giúp đỡ với nhau và hay trò chuyện những chuyện vui buồn để mình giải tỏa bớt cái sự nhau. Nhà chú không có con gái, nhà ông bà nội ba người con trai. Thế nên khi cô về thì cô cũng hơi nhiều chuyện tỉ rồi. Thì đâm tự nhiên tình hình là cũng là lặng nhiều lại. Cho hồi đầu con này thì cô nói con đừng cười cho con nụ hết. Tự nhiên mình có trong đó, con nghĩ rồi đó. Con nằm một con vì quen thường ngày hai đùa giận, hai chơi bơi. Đâu có để ý, đâu có nghĩ tại chuyện nào bao giờ đó. Mà quanh cô thì thực lòng là chủ biệt. Hai ba người thích, nhưng mà người ta thích người ta cũng thời xưa mà. Những khi cô lại chồng thì anh khiệt á, anh khiệt mà luật sư anh này. Trời đất ơi, hai là chồng mà anh quả bờ ngờ luôn. Thực ra là anh cũng thích cô, nhưng mà hồi đó thích không phải như bây giờ mà tặng tình đâu đâu. Thích là cái để trong lòng người đà rồi đời chơi gì đó mình không biết. Ở đây thấy sự kiên trì của chú. Ừ, đó, ba mẹ kìa nè, có sưng có mọ nó tự gọi là nhau. Vậy đó, tôi con là lấy chồng tôi phải theo chồng, chồng vào hăng rằng hăng rồng phải theo. Mà cái ngu ngốn đó là giống như ăn xấu tiềm thức của ba mẹ ngày xưa. Thành ra đó là tụi cô không gỡ bỏ được. Đứa con đầu tiên ra đời, nó có giúp cho hai người gần nhau hơn nữa không? Đó, có giúp. Dạ. Thương yêu nhau hơn. Dạ. Vì nhìn vào con nó rồi thương yêu nhau. Với lại dòng họ nội cũng thiếu ít con cháu. Dạ. Ông bà cưng lắm. Ngày cô sinh là ông chạy bộ lên luôn á. Thì cô sinh là ba mẹ chồng anh chị cô cũng qua. Vì cô là út mà. Ông nội mừng ghê lắm. Mình nhất là sinh đứa con trai nữa. Ông từ nhà lên đó chừng nửa cái số mà ông chạy bộ không á. Mừng quá. Còn chú thì đi theo ở trong đó. Cô ví dụ như cô đau cô khóc á, thì chú ngoài này chú khóc theo luôn á. Cái cô mụ cô nói là trời ơi, thôi con đừng khóc nữa. Chồng con nó đứng nó khóc kìa. Thế cô nói tự nhiên cô nghĩ lúc đó thì những cái tình thương nó hỗn nó giống như là nó hòa hợp, nó đủ thứ để làm cho mình mà phải nóng lòng nữa. Rồi tiếp theo đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba. Ngày đó cô vào đây thì
quá cực. Có một đứa cháu nó làm giám đốc công ty Water Farm, nó nói thôi gì bây giờ cứ vô đi rồi con sẽ lo. Thì con biết sắp xếp đồ đạc nhà cửa đâu đó xong xuôi hết, thì vô đây nó gặp tai nạn, nó bị liệt toàn thân. Oh. Bắt đầu không, mình không còn điểm tựa nữa. Cô mới là ở nhà được hai tháng. Con biết 2 tháng là ăn hết một cây vàng đó, hồi đó vàng nó rẻ. Thì cô mới nói bây giờ mình làm sao cái ra, bắt đầu thuê một cái tiệm nhỏ để mở tiệm cơm. Mà mình thì người Trung nấu thì mặn, người Sài Gòn, người Nam thì ăn ngọt, người ta không chịu. Thì cô nói thôi bây giờ chắc là anh đi xe ôm, em đi bán trái cây đi, nuôi con nó giai đoạn này cái rồi tính sau. Lúc mình nấu cơm là chú rồi con biết rồi, nhà giáo mà. Chú nấu cơm mà ai chỉ cần khen cái là chú đứng dậy chú đi, nồi cơm khét đáng chịu, ổng mắc cỡ. Con biết không? Cái khi bán cơm đó thì tháng đó là không có thành công rồi, cô nó thôi dẹp. Thì cũng may là có một cái đoàn học sinh từ ngoài Trung nó vào, nó ôn thi, cô ở gần trường đại học á. Cái nó biết mình là nấu ăn theo kiểu miền Trung, nó xuống là một tháng đó là cô lấy là vốn rồi. Bắt đầu cô nghĩ là chắc cũng trời cho mình cái nghề rồi đó, cô theo luôn. Mình lam lũ, mình cực khổ mà. Thì học trò của thầy nó học, nó vô thi, nó mới thấy nó con chào thầy cô. Cô nói thiệt con rụng rời luôn. Thôi con ơi con đừng chào, con nói là cô chú đi. Cô chú giấu là mình là thầy cô á. Giấu từ cái chỗ mà cô nói là cực khổ đó. Thì cô chú mới là cảm thấy đó là cái mấu chốt để thương yêu nhau nhiều hơn. Từ là một thầy giáo xưa đó sao mình kinh doanh thì chú có phần ngại ngùng đúng không chú? Sau đó làm sao chú vượt qua cái ngại ngùng đó? Cố gắng với làm, chứ ở đây chẳng có ai hết. Mình phải từ đó đâu. Mình suy nghĩ ra, mình bắt đầu lần lần mình quen dần, mình lo làm được mọi chuyện. Chú vào đây rồi không biết làm cái nghề gì khác, cũng chẳng quen biết ai, anh em đây cũng không có, chỉ có dựa vào là bà xã để mà bán cơm thôi. Bà xã chủ động hết trong tất cả công việc luôn. Chú là người phụ động, phụ thôi, phụ thuộc. Ủa sao lúc đó chú lại không nộp đơn xin đi dạy hả chú? Chú nghỉ hưu non á, thế là cái dạ. Tiếng của mình miền Trung không có khó lắm. Vô miền Nam này con bây giờ nói con còn chưa rõ, nhưng mà dạy học sinh nó không chịu đâu. Dạ. Vậy thì quá khó khăn như thế, cái thời gian nào mình dành cho hôn nhân gia đình, cái thời gian nào mình dành cho cái chuyện yêu thương lãng mạn giữa hai người đó cô chú? Lúc đó chắc không được con ơi, thời gian đầu thôi, cho sau là thôi rồi đó. Ban đầu cô đến với chú là nó không xuất phát từ tình yêu. Thế thì khi mà mình trải qua cái sự khó khăn như vậy thì cô có cảm thấy mình thất vọng về cái cuộc hôn nhân này không? Không, hồi đầu thì đại khái là chú cứ an ủi cô, nghĩ là tại vì lấy chú mà cô khổ, cô không quan trọng với nó, khi đã thương yêu nhau với có 2-3 đứa con rồi thì cái chuyện đó là phải cùng nhau gánh vác. Mà chú là coi giống như là cánh tay phải của cô, nặng nhọc là chú gánh hết, còn mấy việc nhà thì mình phải là con sau này nó lớn rồi nó phụ. Nhưng lúc đó thì chú thường hay nói gì với cô? Thôi chồng làm thì làm quần cuộc cả ngày đó, nói thường chẳng biết nói gì, không có thời giờ nói, không có thời giờ mà rảnh. Chú thương cô như thế nào cô? Chú rất thương cô. Lúc ban đầu chị quen biết mà bây giờ là thành vợ thành chồng, mà đã sinh ra cho chú được mấy đứa con, mà lo lắng đến bây giờ. Cái tính tình của cô rất là thương, thương mấy người lắm. Hiện giờ bây giờ ở Sài Gòn này cô hay giúp người lắm. Thấy ai nghèo hay cực khổ hay thứ này hay giúp đỡ, tính của cô vậy. Nên chỉ ở trong cái gia đình bên chồng, nói chung là bên chồng rất là mến, vì là cô là phục vụ là hết lòng vì gia đình chồng. Có cãi cò với đánh sống, có cãi nhưng mà đều chủ nó nhường cô. Ví dụ nóng lắm nó chủ bỏ đi. Nói chung tình cô cũng nóng lắm, mà mỗi lần nổi tiền lợn nó chủ bỏ chủ đi ra. Cả hai đều có cái sự cố gắng và nhường nhịn nhau rất là nhiều. Ví dụ như ở chú là chú có cái sự kiên trì cái người phụ nữ này, người phụ nữ mà chú yêu. Còn cô thì từ những cái sự gọi là tình yêu thương mà chú dành cho cô, và cô nhìn thấy được điều đó, cô cảm nhận được điều đó mà cô quyết định cùng với chú vượt qua cái khó khăn. Cô cảm thấy là khi mà chú yêu thương cô nhiều, cô cảm thấy mình có lỗi. Có lỗi từ đầu là mình gần như là mình lạnh lùng đến nỗi là con biết cô lành cảm không? Sao cô nghĩ sao anh thương mình giờ mà mình lạnh lùng vậy? Cho bắt đầu cô mới suy nghĩ, cô nói tại sao mình là như vậy. Thương cô một cách chân thành cô biết. Thì sau đó là cũng phải đi bác sĩ đó con. Cô nghĩ là mình có lỗi nè. Thành từ đó cô toàn tâm toàn ý tất cả để phục vụ gia đình chồng. Không phải là mình cái dạng như ngày xưa mình phải cày sâu cuốc bẫm, nhưng mà phục vụ ở đây là mình lo toan. Tại vì ông bà nội cũng rất là thương cô, mà cô nghĩ ông bà nội thương cô, chú thương cô, tại sao mình không hết lòng? Dạ. Thì cô mới sống trọn cái tình nghĩa phu thê thực lòng tới bây giờ mà nó yêu đương cô cũng không có. Không có luôn. Những lúc mà cô lạnh lùng đến mức lạnh cảm như thế đó thì chú có cảm giác là hơi tự ái hay một chút gì đó, mình có nghĩ là mình sẽ buông bỏ luôn không chú?
Suy nghĩ thì cũng có. Mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, không có cái chuyện đó, không có thể là bỏ được. Ít nhiều chứ cũng có cái tình cảm ở trong đó, chú nghĩ như vậy. Nên cứ lưu luyến thành vợ tới chồng. Cái thời gian mà lạnh lùng đến lạnh cảm nó kéo dài khoảng bao nhiêu lâu rồi? Mấy tháng đầu thôi con, mấy tháng đầu thôi. Mấy tháng đầu luôn. Vì vợ chồng son mà mới lấy nhau đó thì người ta dễ, gọi là dễ sức mẻ trong giai đoạn cô đó. Cô cứ cười, cô đi bác sĩ tâm sự cho bà, nói là kêu từng đứa vô. Cô nói là ảnh sao mà vợ vậy. Cái rồi chú không biết chú nói sao, cô biết. Mà tới khi cô vô á thì cô mới nói là con à, cô cũng lớn rồi, bác sĩ cũng lớn rồi. Bây giờ con nghĩ là con nằm gần chồng thì con tưởng tượng như là nằm gần người yêu. Con nói trời ơi, con chưa nằm với người yêu lần nào hết. Cái cổ mới nói, ủa thiệt không, mấy tuổi em, bà em 8 tuổi chưa có. Con nói không, cầm tay thôi, vuốt tóc con chưa làm gì hết mà sao cô biểu vậy. Tại sao cô động viên, cô nói là đã yêu thương vậy là này là nó kia, cô động viên. Cô tức cười, cô nói cái đoạn mà con nằm như nằm với người yêu. Cô giật mình, con nói trời ơi, người yêu con chưa đụng tay. Giờ lúc đó chú nói gì với bác sĩ à? Nó cũng không nhớ nữa. Lâu quá lâu. Chú chủ động rồi, chú khoác vai hay chú hung gì, cô có đẩy ra không? Không, cô không đẩy, cô làm thinh như cô không có cảm giác. Hành động tình cảm như thế, một người con gái lạnh lùng như thế, mình tự ái chứ. Cô đâu có hất cái tay ra đâu, cô nói làm thinh. Nói chút nghĩ thì cũng nghĩ, mà rút cuộc ra cũng không sao. Có nghĩ thì nghĩ ha, rồi thôi kệ, có hung mà được rồi. Rồi nói thiệt ra cái tính chú mà đã không đồng ý là không bao giờ. Chú đã nói là chú làm, không là không. Cô, nhưng mà cái lúc mà chú rút lui lại như vậy thì cô có bị sợ không? Không. Cô không sợ. Bắt đầu cô suy nghĩ viển vông á. Cô nghĩ gì vậy cô? Gần như là ngoài tình tư tưởng đó. Gần như vậy đó, tại vì mình suy nghĩ thì thời gian nó cũng ngắn, khoảng 1-2 tháng gì đó, 2-3 tháng gì đó. Chùi thì cũng nguy hiểm lắm á. Nguy hiểm, nhưng mà mình có như là định kiến của xã hội hồi đó, với là định kiến của gia đình, thành ra mình giống như là cắn răng chịu đựng. Chú hiểu rồi, chú giống như là chú cũng an ủi bỏ về thì mình mới có con đó, mấy tháng sau là có con. Ông chú quá tuyệt vời. Khi mà đã lấy về rồi, thành vợ thành chồng rồi, chú rất là chăm, rất là hòa thuận vui vẻ, và mọi việc không chú đều bắt tay vào làm. Gia đình ngoài đường không ai biết đâu. Ông mà chú vậy là hay đó, bởi vì có những người đàn ông họ cảm nhận liền, và họ cũng trong đầu nghĩ mông lung, hay là đúng là cô này không yêu mình, hay là cô này có yêu một cái người nào khác, và tự nhiên cái tự ái người đàn ông nổi trỗi dậy đó. Tự ái nó dễ xảy ra cái câu chuyện sức mẻ ở đây lắm. Cô ơi, vậy thì trong cô với chú ai là người ghen nhiều hơn? Ghen phụ thì không ghen luôn. Và nói chung cái tính chú ghen rồi là rồi, và không có để bụng, hay là để rồi sau này moi móc. Để bụng. Trời ơi, anh cứ cười ghê. Cô kể cô nghe nha. Hồi đó là cô đám cưới xong năm số tháng rồi đó, cô cũng hình như đang có thai rồi đó. Thì thằng bạn cô nó đi bộ đội á, nó về nó ghé thăm cô thì thân lắm, hai đứa ngồi thì cô cũng ngồi dựng nói chuyện, nó ngồi dựng nói chuyện. Chú tới chú đón cô, chú thấy cô với anh chàng nó ngồi, chú rồ ra mấy khói sùm á. Cô nói ủa sao anh làm gì bên đây, cô tưởng xe hư, cô chạy ra chú đi luôn. Cô với là thằng bạn cô thì nhà hai đứa hai ngã, thì đứa nào xách gói về đứa đó. Cái cô nói ủa sao tự nhiên anh để em đi bộ, thì để em đi nói chuyện cho thoải mái, với nên nó đưa em về luôn, nói vậy đó. Cô bực quá, cô bà đặt ghen lại. Cô thấy chú chở cô đó mặc áo dài dài cùng trường, cô biết. Cô mới nói cho bộ anh không có rồi, anh chở cô lành về đó. Cô nói vậy đó. Anh nói, anh chở cô lành về là anh chở dùm cho anh có ý gì, vậy thì em có ý gì? Anh chắc chắn là có. Cô giả vờ ghen cho nó có cái gia vị thôi, cho thực ra chú không có. Cô biết chú 100% là toàn tâm toàn ý với gia đình với vợ con, chú biết cái đức tính của chú vậy đó. Tật xấu thứ hai là hút thuốc, mà con biết hồi xưa chắc Quyền Linh biết thuốc lá mai này, điếu này này là nó hôi lắm. Cô nói nếu anh mà thương em thì anh bỏ thuốc cho em, không chịu nổi đâu. Với lại trước khi đi ngủ bằng mọi giá phải rửa chân, thực hiện đúng, bỏ thuốc luôn. Cũng tội, thành cô đâu, do đó cô mới nghĩ là tất cả vì mình hết thì mình phải hy sinh. Trong gia đình này chú nạt cô cái gì là cô làm thinh nha, cô làm thinh cô vô phòng là biết mặt cô đấm mấy cái luôn. Trời ngon hả, ngon hả? Cô nói vậy đó. Chị em phụ nữ của chúng ta là nên phải thông minh. Chồng mà có la đi chăng nữa thì thôi kệ trước mặt mọi người, và phải ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng mà về tới phòng là xử lý. Muốn quýnh gì quýnh. Đúng rồi. Chuyện nó bình thường. Đàn ông hơi sĩ diện thì đã thôi, nhường đàn ông ở ngoài xã hội đi. Rồi về nhà muốn quýnh, muốn chửi gì đó quýnh. Mẹ cô mà cứ dạy câu vậy nè, thành phố nhưng mà cô nói là vợ chồng đóng cửa dạy nhau. Cứ nói vậy đó, chứ không có được hàng xóm mà cô với chú được. Giống như là sống trong gia đình mà khép kín không ai biết gì hết. Kể cả ba mẹ chồng cũng không có biết là tụi cô thế nào. Cô nhớ cái đợt đó là cô kho cái nồi thịt để ăn Tết á. Vì nồi thịt nó khác. Cái cô mới nói là chết ra, sao mẹ không coi để cô đi trực á. Nó chết rồi, là ý mình nói xui.
cái chú nói em làm gì mà em nói mẹ vậy, chú nạt cô Tô. Mà con biết hồi đó có cái tivi này không, mà mở cửa nhà mình chỉ có nhà mình có là hàng xóm ngồi đây luôn á, trẻ con không nhất là trẻ con sắp giao thừa là nó vẫn ngồi. Cái chú nạt cô, nạt lớn lắm, cô im luôn. Cô không nói gì hết, cô vô trong phòng cô điên lên, cô đấm không biết mấy phát. Cô nói ngon hay ngon hay. Nhưng lúc đó thứ nhất là sợ mẹ chồng, thứ hai nữa là hàng xóm. Cô nói thôi thôi anh xin đổi, thì cho ông ngon thôi. Con rất là thích cái chi tiết này, bởi vì ở nhà mẹ con cũng hay nói như vậy. Mẹ con là hay kể cái câu chuyện của mẹ con với ba con cho con nghe lắm. Là mẹ luôn nhắc cái câu mà nãy giờ cô nói, đó là có gì vợ chồng đóng cửa dạy bảo nhau. Con thấy là mình tôn trọng chồng mình cho dù là như thế nào đi chăng nữa, thì đối với mọi người mình phải để cho mọi người tôn trọng chồng mình nữa. Còn ở bên trong đó thì mình làm cái gì cũng được, chồng mình chắc chắn là phải nghe thôi. Con có vậy không là con ăn thua luôn. Con là người như vậy đó chú à. Chú cũng thương cô nhiều cái, nhưng mà chú ít khi nói ra lời, chú bằng hành động không à. Từ lúc lấy về đến bây giờ chú nghĩ ra là chú không làm gì hết, chỉ quán xuyến những công việc. Vì sao? Là cùng vai sát cánh với nhau để lo trong chuyện gia đình, từ cha mẹ đến con cái, sống như thế nào đó kiểu đầy đủ cái từ nghĩa tình của gia đình. Là chú nghĩ cuối đời rồi chờ mình chẳng còn cái chi nữa hết, mà sống cho đến cho trọn lòng yêu thương chung thủy, chú chỉ có mấy điều như vậy. Bây giờ thì cô chú có hay đi du lịch với nhau, đi riêng một mình để mình nhớ lại cái tuổi thanh xuân của mình không cô chú? Có con, mà bây giờ đi đâu phải có chú đi cho đi, mình cô đi đâu được. Con cái nó cứ biểu để con check vé Thái Lan rồi cho mẹ đi này đi kia, mà nhiều khi cô cũng lười biếng, già rồi đi cũng mệt lắm. Tuổi trẻ nó đi cho mình, già rồi mình đi ngán chết. Dạ thưa chú, hiện tại thì trên tay con đang cầm một cái lá thư. Đây là lá thư cô viết cho chú từ ở quá khứ. Xin mạn phép con thay mặt cô để con đọc cho chú nghe nha. Vậy là vợ chồng mình đã đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi đó. Đường đời gặp ghềnh sỏi đá, chông gai bao nhiêu thì chúng mình cũng vượt qua tất cả rồi. Hồi tưởng lại 40 năm trước, chưa có tình yêu mà đã thành hôn. Lúc đó em thật buồn và suy nghĩ tưởng tượng rằng tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời, ái ân nhạt nhẽo của chồng tôi, mà từng thu chết, vẫn giấu trong tim bóng một người. Đây là tâm sự chân thành của em, vì thấy mình có lỗi. Anh đã hy sinh nhẫn nại, đợi chờ mong muốn tình yêu đến sau hôn nhân. Em đã cảm nhận được điều đó, để trở thành người vợ trọn nghĩa phu thê. Thôi anh nhé, thời gian cũng đã xóa mờ, dù sao mình cũng có nhau, và sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Bà nội của các cháu, bà xã của anh, Thu Hà. Nói chung là đến cái tuổi lớn tuổi rồi thì chẳng có gì hơn, thì anh cũng rất cảm ơn cái tình nghĩa lo lắng ở trong gia đình của anh, giống như trong cả con cháu. Thôi vậy là được rồi. Em cảm động rồi đó. Bây giờ cô hát bài tặng cho chú đi. Em đã biết công môi từ chối những điều anh muốn nói. Em đã biết xa lâu thì nhớ lần lừa chi mắc cỡ. Ôi nụ cười mặt liếc chua ngoa, anh về bên ấy buồn 3-4 ngày. Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Mong rằng sự yêu thương đó sẽ gắn kết mãi mãi luôn. Phần quà từ nhãn hàng sữa Calosure của công ty Vita Dairy, giúp tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ. Còn đây là sản phẩm của Alabio, vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Con thay mặt cho chương trình chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe, và chúng ta tiếp tục tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.